Thưa quý vị, vào mùa mưa, nhiều tuyến đường tại thành phố Tây Ninh lại bị ngập nước cục bộ. Nguyên nhân chính được chỉ ra phần lớn là do nhiều miệng cống thoát nước bị rác thải che kín nên không thoát nước được. Theo ghi nhận của phóng viên, trên một số tuyến đường của thành phố Tây Ninh như Cách mạng tháng 8, 30 tháng 4, Nguyễn Trãi, Hoàng Lê Kha, nhiều miệng cống thoát nước hiện nay bị bịt kín bởi đất cát. Một số miệng cống thì tràn ngập rác thải như túi ni lông, lá cây. Tuy nhiên, những miệng cống này đều không được vệ sinh, nạo vét. Đối với tình trạng ngập cục bộ một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Tây Ninh vào mùa mưa là do một phần hệ thống cống thoát nước trên địa bàn được đầu tư xây dựng từ lâu nên xuống cấp hư hỏng, dẫn đến khả năng thoát nước bị hạn chế. Ngoài ra, do một bộ phận người dân để rác thải sinh hoạt ngay ở vị trí hố ga, khi trời mưa xuống, rác thải lọt vào vị trí miệng cống thoát nước, dẫn đến bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Chương trình Vì văn minh cuộc sống phản ánh đa chiều sự chuyển động của đô thị đến nông thôn. Quý khán thính giả có thể gửi các thông tin, những hình ảnh đẹp, gương người tốt việc tốt hoặc những tồn tại bất cập làm mất mỹ quan đô thị nông thôn về chương trình theo địa chỉ. Email tinthoisu.ttv11a@gmail.com, Inbox, Facebook / Tây Ninh TV Online hoặc liên lạc đến số điện thoại 0889 122 333 nhánh số 1. Tất cả vì một đô thị nông thôn văn minh, nghĩa tình.